Chu Ta cứ một game đi game. chu chu Cứ chậm chạp làm sao. Hello mọi người, hello mọi người, hello mọi người. Mọi người hello mình đi. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Kill. Ui rồi ơi. Ê Valo, tất và cả anh và em. Hello mọi người, hello mọi người, hello cả nhà. Chớ 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 chớ. Bà nắng là ai vậy? Bà nắng là vợ của ông mưa, à vợ vợ của ông thương. Hello, cảm ơn Hùng 5.000 nhá. Cảm tết nhở? Hôm nay Việt Nam đá thì Free đúng for đó, the bro. Blue team. Anh có biết nạp MC không anh? Không, anh không biết nạp MC. Anh mua trực tiếp qua qua game. The blue team in the lead. Chết. Cái cửa bắn gần mạnh ấy. Doesn't have a lot of time left. Cover me. Yeah. Killing spree blue for the team blue victory. Team. Yeah. Mình khởi động form trận thôi, mình vào mình chơi game luôn, chơi game luôn. Mặc áo dài thôi. Lại nhận nhận nhầm nhau. Ok. Hello, thì chào chị Nguyễn nhé. Ừ, chào cá mi. Chào Hoài Thương. Hôm qua thì ông thương, hôm nay thì bà nắng. Lạnh quá. Lạnh quá. Các bạn ở bên các bạn ở bên vùng khác mình không biết nào, chứ còn để mà nó nói rằng mà ở Việt Nam mà ở Hà Nội hoặc là ở các ở phía trên các tỉnh miền Bắc thì các bạn nhìn trông thì thôi, nhưng mà thật ra là các bạn đây, các bạn biết đây là gì không? Đây là cái máy sưởi các bạn, máy sưởi tay của Xiaomi ấy. Mình không quảng cáo đâu, nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Đấy. Có cái máy này thì tay của mình nó mới đủ 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 đủ, đủ ấm được, chứ còn nếu không là bình thường là tay mình nó sẽ không đủ ấm, nó sẽ bị lạnh các bạn, lạnh quá, lại đéo chịu được. Em mỗi lần mà mình cứ thò tay ra bên này này, các bạn nhớ bắn cái giống như bắn chưởng ấy, thò tay bên này cái là lúc mà mình đang đang để cho cái máy sưởi ấm nó sưởi chứ.
bắn những lúc cóng tay nó lạnh quá đó. Hãy đủ luôn. Ông nào mà làm streamer bây giờ trên kiểu Sapa, Sapa nha, làm trên vùng núi nha, mà chơi kiểu FPS nha, chắc là phải mỗi lần bắn xong một trận là bị ngâm tay vào trong nước nóng ấy. Có delay không anh? Có chứ, anh bảo nhé. Có delay vào không? Ừ. quan Chúc với em đấy thi chứ tốt vậy ạ. Ừ, chúc Đức Thiện thi tốt. Mày 30, ngày mai 31 rồi mà còn thi nhỉ? Thi buồn cười nhỉ, mà hôm mai chủ nhật rồi còn thi cái gì nữa? À mai thứ bảy còn thi gì nhỉ? Mai thứ bảy còn thi gì? Trời ơi. đánh giá ở ngoài nhá, cầm mai. Ok nhá, ao ra vào lại. Bắt đầu anh. Ừ. Anh bật máy sửa để thêm máy lạnh không? À cái máy lạnh trong phòng của anh nó là máy lạnh một chiều, anh bắt đầu rồi. Cho nên là không 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 đặt chỗ nóng được. Có nóng thì nó nóng nhưng nó nóng kiểu hời hợt lắm. Còn nói chung là để mà chống được cái giá rét này thì vẫn phải chơi cho mình nó chính là một cái máy sưởi cầm vào tay. Thôi thì không có tay của người yêu thì chúng ta có tay của máy sưởi vậy. Đã hào hứng máy sưởi vậy. Làm tí nhạc thì cho đỡ buồn mọi người nhé. Bọn ấn có cả Royal bao bê à, có Royal 2 OP rồi có bao bê à? Cái 2 OP là tên của cái clan của nó, thế chắc là bao bê là một ông ở đấy ông phách ấy. Có người yêu một cái bên bắt là phó tay trong áo. Xong rồi lại ra lại bắn. Tao. Top 1 liên tục. Mai 5 giờ đi thi xong đi xem bắn pháo bông luôn. 5 giờ đi, 5 giờ sáng. 5 giờ tối. Dạy. Rồi, anh vào nhé. Anh vào nhé. Vào. Ok. Mà thi cái gì vậy? Cùng với cháu có trường tay xếp trường tay cả thì ngày 31 tháng 12 theo ngày cuối cùng kiểu thầy cô canh canh hết ngày rồi ấy. Canh hết ngày cuối cùng của năm cho thi xong chắc muốn thi xong cho học sinh được hưởng nghỉ Tết cũng hứng em thay đổi tổ chức nha. À đấy là tôi nói thế là cho dành cho những bạn nào những bạn ấy thôi. Những bạn nào là những bạn tôi nói là dành cho những bạn nào mà những bạn có người yêu thôi. À, gì Còn những bạn không có người yêu thì làm sao mà yo, tôi biết what's được? up bro? What's up Toshin? Hey, what's up? Biết đâu được. Đúng không? Tôi thò tay Toshin phát look. thì thế ấm phát xong lại ra lại bắn tiếp lại tôi một ba mốt này. Bắn chiến luôn. Cảm ơn Linh nhá. Mai 31 rồi thì hẹn xếp 12 ngày nữa là hẹn 12 ngày nữa làm gì? À 12 ngày nữa là Linh về à em? Mai 31 à, thế hẹn xếp 12 ngày nữa nhỏ. Nhạc, bao lượng chưa uống? Rubik. Có toxic à? Có. Có nữa. Này chúng nó chúng bên mấy mấy thằng Ấn Độ nó bị giết nó không chán đi nó Chẳng vui chán ấy. được Ừ, kiểu nó, mình kiểu mình giết nó là niềm vui của chúng nó, còn chúng nó giết mình đó là niềm vinh hạnh của chúng nó ấy. Nó kiểu nó không chán đi cứ vào nó vào hùng 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 đá rồi. Vô. Mày chỗ đầu luôn đấy. Mà có dài hết đúng không? Bây giờ em Ok, thấy một áo dài bên cạnh. Hai áo dài, ba áo dài.
cho lên đi, bay. Bay rồi. Thì rút chết. Thì giấy cái thằng em vài rớt. Chết hả? Hai. Chết ba, chết bốn. Thằng nào bay ra chỗ cái móng vết ca của tao đây. Còn đen nha. Không biết. Anh ra móng vết ca về với bôi nhá. Và nó chết một mạng nhá. Đếm người nhá. Đã đếm người nhá. Chú bố có người không? Tôi đang bước thẳng ra. Mình ra bước rồi. Anh bay ra nhà nhỏ. À nhà, nhà ấy. Sân bóng phụ. Ừ. Bắn ông kia, ông kia là bắn anh, chưa giáp mũ. Tôi còn muốn nghe thêm một thằng nữa. Trời ơi, mấy ông ơi đi ra bớt đi, cứ buông vào đây làm gì? Trời ơi. Em đã ít cháo cho mùa ven. Nó cái chất bao luôn. Thật ra là anh em là đội anh cover mà. Chứ anh em có cover anh nhiều đâu. Có, mấy ông có thằng nào đó uy lắm ông đi. Tao đéo dám lấy rồi, tao lấy cho sợ nick thằng đét lấy. Bảo đi đi. Bay thì đấy. Bay đấy. Đùa đâu. Đâu có thằng một. Đâu có thằng một. Đâu có một có đi anh. Đâu một có nữa. Ok thôi. Chết, toxic chết một nhé. Toxic chết một, virus chết một. Chết luôn là điều rồi. Đến thực sự là hơn 54 độ rồi đó. Đất đằng đầu. Xong bóng hết biển rồi nè. Mày rảnh em, mày rảnh mày xem thằng thằng tao sức đâu. Okay. Xem anh em chuẩn lấy xe chuẩn sắp qua. Đi ra đi. Em cái gì đi đi, tao bị quan đi. Rất căng thẳng. Về cãi nhau.
Mấy ông không trả ủy ban nhưng mà tôi trả ở đây. Thôi bố. Anh Tùng ơi, nó lại chiến thuật cũ anh Tùng ơi. Okay. Bố tìm xe đi. Còn xung quanh Việt Nam đây hết rồi. Có bao nhiêu thằng ở đây? Nó mới chạy tới à? Cũng chưa biết gì nữa. Không có xe rồi nha. Đợi đất. Nó mới tới có một mình nó trong đó. Ra đủ rồi. Chắc tí nữa nó mới tụi kia nó mới tới. Ông đấy chuẩn bị chết bây giờ đấy. Ông đấy chuẩn bị chết rồi, bị thằng này nó đá màn hình rồi, chuẩn bị chết rồi. Qua đấy thằng lạm một công hết. Súng chưa đủ phụ kiện luôn. Anh đang đâu rồi? Em có hơn nhiều cua nào. Ok, bô đi sớm nhất, anh đi sau, anh đến ra rui. Em muốn đến rui. Xe gì? Có bộ. Ok, anh bước đi. Thấy á, thấy cũng thấy cấp 4. Đấy, chết luôn. À, chết luôn. Ông Việt Nam chờ sang tôi xích. Đâu anh thấy đâu? Vừa giết xong anh, solo K10 á. Sao solo K10 là giết thằng... Đấy là bây giờ thằng tôi giết đang quan sát cam với thằng K10 đấy. Ờ, thằng tôi xích đang quan sát cam thằng K10 đấy. Thế là có thằng Virus, thằng K10 với cả thằng tôi xích đúng không? Ai bắn đấy? Không biết, em trong chỗ mà bố đang đâu? Em đang cạnh đẹp. Đẹp ngừng xe chỗ nào có chết lại thằng thứ chết cho. Ồ, ok. Để em dừng xe em chết. Anh bất kỳ vào nhé. Chúng mày ở nhà chung cư đúng không? Solo K10 nó vẫn hospital nhá. Nó hospital, cầm DPS này. Ok, cầm DPS, ok, hiểu vấn đề nhá. Anh bom. Ai chung cư C nhé.
Chiếc cốc bồi rồi. Ok, vào đi xong chuẩn bị qua. Thấy rồi chứ? Ngay phút nó khoảng mấy đẳng rồi? Chưa nghe, nó nghe một khoảng. Tầng mấy? Nhớ tầng 3, tầng 4 mình thử. 3, tầng 4 đúng không? Thổ, lên thổ, lên thổ. Thunder OP, Thunder OP ở chỗ nhà mua đồ này. Đúng chỗ nhà mua đồ luôn. Solo K10 nó đang nằm ở trên nóc. Ok, đem vào trước này. Anh vào sau, anh vào giữa này, bua vào sau này, luôn. Em vào trước. Ba đi, nhanh lên. Em vào. Anh vào. Em vào đồng hồ. Chắc thoải mái lên, chắc thoải mái lên. Nó cam. Nó cam. Nè. Đây ngồi ngay cầu thang tầng 3 cho. Chắc thoải mái. Tầng 3, tầng 3. Tầng 3 đúng không? Ừ. Cảm biến rồi. Anh vào trước cho. Em dẫn lượt em vào. Tiếp góc tầng 2 đi. Đi một kim. Để đem lên. Một viên đầu nữa. Thử. Ui lem thằng bô lem lửa của người anh rồi. Thượng. Mày trước anh ơi, mày trước nhá. Đem. Rồi thế thì lên. Con cho bóng thưởng. Nhiều máu. Bình tĩnh nha, em bay nóc thử nha. Chết. Chơi qua ai? Không có tìm nó. Chết đi xuống rồi chết, tao bay lên thưởng nha. Tầng 1 mình có người. Việt Nam lùi ra không bạn ơi? Đi, đừng lên trên này. Lên trên này chết đấy. Ừ. Xong rồi, chỗ này xong rồi bắn. Ui, ông ơi, ông nằm đâu trên đấy? Phòng ngoài mà. Thằng K10 chết rồi, thì bây giờ nó còn mạng nữa không? Còn thôi đấy, cho mời anh. Anh đang quan sát em nhé. Ok nhá. Anh té đi. Em đi chỗ khác. Em đi chỗ khác. Được, anh đi trước. Anh còn. Qua đốt chết hai mạng nhá. Mày bắn như đấm đít tao mày đốt ạ. Mà đồ đen nha. Ok nhá. Mở ra. Mày xin lỗi bạn chít tầm Enzo lúc nãy đây mà mày cầm Red Nose Holo mày không nhìn thấy người ta. Bạn ông ấy chuyên chuyên mặc áo ấy luôn. Tí ra gửi bạn đi con gà đi. Em cầm Red đó.
đói kêu không đâu làm điều đúng không? Không phải, em ấy nằm nhiều ngoài Solo cũng K10 hay còn, Solo K10 lấy đồ của thằng ở vậy là chỗ gần, vậy là gần đó, trong trong mấy đó đó, trong mấy đó đó, nhiều còn mấy mua đồ á. vấn đề đang qua rồi. Mày giữ đi. Dead 36 giây nữa. Em nhận rồi. Cơm. Rất là xinh. Ui, chui vào chỗ này thì đã là làm chui. Máy hết đồ sinh, máy hết đồ sinh thì mày cứ đi lùng nó đi, mày lùng mày biết vị trí đi, anh cầm nick của mày cơ mà, mày lo cái gì, mày đi mày đấm nó luôn, anh biết là hết đồ sinh rồi, Từ đi từ đi tìm nó anh. đi. Bắn rất trách nhiệm, bắn mẹ nhác của mình. Thiếu cái gì? Nói luôn. Anh trăm xu này. Nói rồi. Đi sang luôn rồi. Nó ở trong giác ấy, nó ở chỗ mua đồ ấy, khoảng khoảng chỗ mua đồ ấy. Nó bắn mày à? Nhà băng em. Chỗ nào? Nhà 3 tầng xanh ở phía nhà 44 nhà đó. Giờ phía bên kia đường đúng không? Đúng không? Ok, 3 tầng xanh ok. Nhiều vấn đề nhé. Nó vẫn là 3 tầng xanh rồi đúng không? Trên nó gần cái nhà dài đấy gì? đúng rồi Ok. Nói chung mình biết anh qua. Không biết nó có thằng nào bảo kê không? Mới mày để đấy anh xử lý cho. Lạnh quá, thôi cắm tay. Nghe Ui, solo cả mươi. trong mấy Tầng 2 nha. Nó đang kê, tầng 1 ạ. Nhầm. Ngồi chết xem. luôn đấy. Xem đi, nó đâu, nó như nào. Bên kia của thang tầng 1 lên rồi, tầng 1 lên tầng 2. Rồi ok, hiểu rồi. Lên tầng 2. Nó trên, đứng trên tầng 2 đúng không? Tầng 2 giữa đúng không? Rồi tầng tầng 2 xuống tầng 1 giữa. Giữa tầng 2 tầng 1. Chết đi. Được chưa? Lý anh ơi, uy tín anh ơi, đánh giết mình. Mà tôi cũng cạnh. Bố mày cái căng thẳng thế nhở? Ui. Úi chết rồi, cái chuyện mình thành cái chuyện không văn hóa rồi. Để anh bật cho bố cái bài chuyện cũ mình bỏ qua qua nhá. Em trường này nó giết Việt Nam nhưng muốn nó rình 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 nha, mình tổng bộ quá buồn luôn. Dình, sao nó lại dính mày mà không dính ngay? Và chứng Đó tỏ là làm do kiểu là mồm thằng mồm này mày bắn hỗn. không, thằng này bắn tôm thu em thôi, kiểu cây cú rình rình rình. Hết chưa? Xong xong hết bọn nó rồi đúng không? Xong hai thằng. Xong ok. Chỉ sợ bây giờ có thằng bắn nó đứng hai bên này nó bắn trà trộn nó thì chịu. Ông mày lúc ấy từ bên đấy. Thôi em đi núp đây với ba em. Anh có cho anh có thính này mày này, mày lấy thính vào ăn. Không, em đủ đồ. Mày có gì rồi? MG, AMR. Thằng ship cho mày đúng không?
Đâu, làm gì có thằng nào xiếc. Cái này là lúc nãy của em có sẵn từ ở ngoài rồi mà, em mới vào sau em vào ông rút lại mà. Cái xăng bỏ cuối. Cái đầu bắn mình bắn hơi, nó hơi cóng tay một tí. Mày đang đâu bố? Em đang nhà ăn nếp bò. Nhà mấy bò? À đây, chỗ đây đúng không? Nếp bò xanh, nếp bò xanh. À mấy bò xanh. Bây giờ em vào rồi. Mày vào đi. Mày vào sự kiện đi. Sự kiện tâm bò. Sự kiện là à cái xăng đó hả? Ừ. Ngoài cái xăng đầu cầu có thằng nào đang bắn nè. Sợ gì bắn. Thấy em coi mấy Việt Nam không? Mấy Việt Nam vả vỡ mồm. À thằng này không có Việt Nam. Tụi có chọi lên đi. Cho tụi quay. Mua một nhà đầu cầu có một với cả cây xăng ở chỗ tròi thì em không biết. À một chủng ở bàn này. Anh nằm sau em ạ. Nói thì hơi ngượng nhưng mà đúng là như vậy. Ông ngâu đá mà ông bắn tôi. Có ai không ra tròi cứu em ơi. Ai bắn mày? Mẹ nhà nó. Báo đi. Đâu? Nó đang qua cây xăng. Ra cây xăng. Ra cây xăng á? Đang qua cầu, đang qua cầu. Ok. Mình có để hai tính ở đây nhé. Nó lên đòi, nó lên đòi, nó lên đòi, nó lên đòi, qua cầu vẫn lên đòi luôn, tới nhà lẻ lên đòi nè. Ok, hiểu. Nó tìm được nha. Nhà lẻ ngay ngay trên đòi cây xăng luôn nè. Anh hiểu. Nó đang bị quay, cũng mọi người đang trong nhà, nó đứng ngoài. Ok, ok. Chết rồi. Nó 60 còn trăm máu. Đang đứng ngoài nhà. Mình để tính cho anh em. Nó vô trong nhà, nó đứng trong nhà. Ông Vì Lam còn đấy không? Ông Vì Lam không ở đấy thì để tao qua. Không không không. Anh qua. Để bếp đúng không? Để bếp. Nó lên trên chỗ cây trên nhà nằm. Cây nào trên nhà nằm? Cái cây chỗ nhà lẻ ở trên đấy anh. Là, còn nhà lẻ sát bếp bo đấy thì cấp 11 giờ đúng không? Không, nhà lẻ tâm bo mấy tâm bo. Thấy. Nó còn tầm... Trong nhà đúng không? Trong nhà đúng không? Ngoài chỗ cây là ai quá đúng không? Đúng rồi. Nó ngoài chỗ cây này, nó bảy con thằng trong đó. Cây trên đồi đấy đây. Cái bự cái bự. Đúng rồi. Lên. Lết em. Tắt rồi. Ông ấy không bắn. Ông tự tử. Chắc là... lý do gì đấy. Không bắn, không bắn, tự tử. Thôi, trận mới đi.
Hiểu luôn. Đây. Anh em mình làm nó lốt nhá. Bọn mình làm như thế thôi. Đúng không? Bắn cho bọn nó hiểu luôn. Có như gì đây? Nút 1 giờ Việt Nam. Đây, anh vào anh vào đây rồi. Bô bị bô chỉ bao nhiêu điểm đấy? Trong một vẫn một là may rồi. Bảo 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 chưa? Cô đó này. Ok. Vào. Đấy. Ok. Bọn mình sẽ lúc mà bọn mình bán hết là bọn mình sẽ đi đến cái chỗ bọn Ấn Độ, bọn mình sẽ đi quét ở chỗ đấy. Đi quét chỗ đấy. Thông thường quét mà gặp mấy pha DPS chủ nhà là rất là khó bán. Không có bán tại vì thủ chỉ cần lách ra phát bắn phát là DPS là chết. Cho nên là bọn mình sẽ phải đi đi quét. Đi quét thì lùng từ Ấn Độ rồi Ấn Độ một cứ Ấn Độ là giết. Xong Ấn Độ xong hết rồi, khi mà mình cảm thấy là không còn Ấn Độ là nữa rồi thì bọn mình thôi. Mất tâm rồi. So và đi. Trận này lấy hồi sinh đi đấm tao xích kìa. Cái trận trước anh vừa đấm thằng tao xích kìa rồi. Đi sinh đi nhé mọi người. Sinh gái vào bắt tiếp. Trận này lấy SS đi đấm toxic đi à. Con bắn thì ngu mình mẹ mà cứ rình bố mà chỉ cắn nè. Tưởng cô cắt bố mình nói thế cho vui. Vãi không? Địt cân mẹ mày thằng cuốn có trên máy bay á. Cụ nhà mày bắn thì ngu cứ rình bố mày để cắn à, địt cụ nhà mày. Con chó mũi này. Được. Ô, căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng chứ, không khí căng thẳng lắm. Hôm qua vừa có hai ông Việt Nam cãi nhau chí chóe trên kênh xong, tại vì là đã bảo tao đã nhả ra rồi mà mày không bắn. Sao mày lại như thế? Sao tao nhả ra rồi mà mày lại bắn tao? Tao đã không bắn mày rồi sao mày bắn tao? Tao với mày bắn đùa nhau đầu thôi mà. Đầu ừ. Đầu đầu. Đau đầu thật sự. Tao không bắn mày rồi, tại sao mày đứng trên đây mày cứ bắn tao, cứ nghe tao tao bắn. Mà rõ ràng mình cũng cần rồi. Đấy. Thế là mình lại phải kéo hai anh em Việt Nam vào một phòng mình lại giảng hòa. À giảng hòa hả? Anh Tùng vẫn nợ em một lớp nha. Nào nha. Hôm qua anh thua em nha. Anh như nào nhỉ? Thua. Tình anh em xương máu bắt hơn 4 năm bằng một lớp. Ừ em. Hôm bữa với tao cũng bằng một lớp mà. Anh Tùng mới đi vệ sinh xong qua chừng trừ 48 điểm. Nhưng là anh không có áp lực. Anh cứ thế mà hút rồi. Trời. Không rồi lại bảo là bắn không có thực lực. Anh bắn được. Thấy một đánh một ngày này. Không cần là ngáy rồi theo phương luôn. Không làm Việt Nam nhanh thế. Tôi vô bao bê, thấy cái tủ lạnh này quá rồi. Thank you.
đấy chân ấn nhỉ. Thằng in the play YouTube là thằng đấy là của Ấn Độ đấy. Tôi sẽ chết. Thằng nó sẽ chết luôn à? Không không, chết chết trong màu xin à. Chết trong màu xinh làm sao được? Sóc lọ là mình có trong màu xinh. Có mà. Ờ nhờ, sóc lọ là mình có trong màu xinh nhỉ? Áo à? Ồ, virus thay đổi AP này. Anh Tùng cẩn thận, tụi em Kim Hà cắn nha. Kệ. Bắn này thắng thua chuyện bình thường. K10, anh chủ yếu anh quan tâm thằng Ấn thôi. Anh xuống chỗ mày. Bên chỗ nhà hai thằng dài bên kia có thằng cấp điện chứ. Anh không biết là nó bị ăn hay nước ngoài nhé. Nghe tiếng. Đi làm đi. Mấy ông cứ phải đi theo tôi làm gì nữa. Nó bắn kia. Đeo gì đây? Đeo gì đây? Cẩn thận thằng K10 nó có, à K11 nó có ấy đấy. Thằng K11 nó có dài. Nó có dài đấy. Ừ. Anh đang ngay chỗ nào ấy? Anh bên tay phải của mày. Nếu mà nhìn được. Thế thằng tay trái là người Việt Nam. Thằng tay trái là thằng bắn AK đấy, anh không bắn AK đâu. Virus chết một mạng nha. Virus chết một mạng, ok. Toxic virus đều chết mạng. Anh dưới chân mày luôn. Bị. Kệ ông trong cái loot, ông đi gần ông chạy có hướng, chạy hướng bình gì ấy. Anh thấy anh có bất kỳ gì. I got supplies. Tầng 2 nhà em dư một lớp 3 nhá. Anh lên tầng 3 đi, anh xuống dưới xong anh đi. Anh đi, anh đi, em đi ra ngoài luôn rồi, em đi ra ngoài. Kim Hà đỡ này. Mày tối con cặc bịt mẹ mày luôn đi. Ngu lắm, con mẹ mày. Anh có thể nào mày nhẹ nhàng được không? Ừ, mày có thể nhẹ nhàng không? Mày căng thẳng thế nhở? Không, em không thấy nhau nhẹ nhàng như mấy cái thằng ngu này được anh Tùng. Thứ chữ 2 rồi anh Tùng, anh ơi, ok em ơi. Ok, thằng trên coi chừng đồng đội của nó đấy anh, em thấy lao vào nhà. Ui, tao chết hai thằng mày luôn đi, tụi mẹ hai thằng mày nữa. Đồ đồ hồn. Nhóc con, hey, em chỉ đăng pha cái ngay này lên tí to ăn được mà. Tôi sẽ lên chiến thuật cũ nha mọi người ơi. Có thằng Nghiêm nhá, à, liên hoan cuối năm mà thằng Nghiêm, tay rồi. Tay phải ấn nhầm thêm một chữ số 0 vào sao nữa chứ. Ok anh, ok ha, ok liếm chỉ, liếm chỉ. À, liêm sỉ à? Ừ, quên. Liêm sỉ, mình sống mà mình có một tí gì đó gọi là liêm bình sỉ nha. Anh nha. Đây đây, em ra xem là có sức ở đâu. Vẫn nằm đó anh ơi. Nằm đó, nằm đâu? Vẫn nằm chiến thuật cũ anh. Quân thế à? Ừ, quân thế nè. Bô đốt được 2 kill chơi chưa? Chào mọi em đốt 2 kill bên kia rồi. Chơi không? Chơi chứ, em còn mạng hồi sinh mà. Hai người đang mình hay. Em đang qua nữa. Ok. Này ông nào ra bảo chúng nó thủ chỗ khác được không? Chúng nó chơi mãi bài chúng nó không thấy chán à? Chắc nó kêu nó thấy ngon à. Ngon, ngon chết lên chết xuống. Băng tiền ngô mà cứ ngồi mỗi cái bệnh viện kê. Quá bưởi. Chưa có máu. Nó vô bao bê. À tôi xích kìa. Bao bê cũng chết một mạng. Thôi qua bệnh viện tìm nó thôi. Đâu qua. Muốn thính.
Battle. Gần tới school rồi nè. Để nữa thì đi học bộ. Em muốn tới đi học bộ. Mày đi quát đúng không? Quát vàng đúng không? Đúng rồi. Ok, anh chạy. Ồ, anh đâu ạ? À? Rui. Đi học muộn. Ồ, anh rui á. Bởi vì em đến school luôn rồi. Mua cho mày em đúng không? Ờ, rồi, anh đây đúng không ạ? Em Kim Hào qua liên kết với Ấn Độ, mai ra ăn được anh nha. Bây giờ đã chống giặc trong và chống thù ngoài nữa. Khổ mấy em lắm, mấy em trẻ con. Tôi có người sống đấy. Rồi bè Thịnh vào đấy trước, trước trước. Nó cứ từ từ thôi, nó thủ 4-5 người trong đó đấy. 4-5 người trong đấy các bạn, mọi người từ từ thôi. Bubi thằng nào đây? Bubi tao. Bubi đen là không, tao. Không, không. Bubi ngay trước mặt em luôn. Ai bắn đâu vừa rồi? Em cho mày xin có nào. Bên đường, bên đường. Say nhưng phải uy tín chứ anh. Ông tình yêu nhé, chào bạn em. Okay. Chơi ai? Mày không biết, không biết. Không biết, không biết. Má. Thằng này không mặc đồ Việt Nam nữa. Ê, ông Việt Nam à? Hả? À? Quả đốt chết. Bình tĩnh không? Đây rồi. Mình tới giá khu khu nhà xe nè. Anh đang đâu? Chơi em được không? Em vào, em vào. Em vào. Em vào. Chưa tôi. Đây cái xe này. Hận thù sẽ làm chúng ta mờ mắt. Từ từ đó, từ từ đó, từ từ đó. Anh ở nhà sau, anh ở nhà sau, anh ở nhà sau. Nhà xe. Tôi đi ra đây. Em nhất định bày đi, bày đi. Đừng để chủ điểm anh đi nút đừng báo vị trí của trường trường không anh nghĩ là nó khôn hơn mày đấy, mày nói thông tin thì có ích đi đấy. Em nói trước mà cái này là gọi này nhắc nhớ trước mà nhắc nhớ à, ok nhắc nhớ. Khi nào ông Tùng hỏi vị trí của tao là mới nói rồi chứ ông đừng nút luôn. Có nhờ. Hai thằng. Trận trước thì mình giết rồi. Trận này hay là trận này mình mở cho anh em Việt Nam. Cho anh em Việt Nam mới làm. Anh em Việt Nam làm. Tôi thấy đông Việt Nam quá mà toàn lấy hên đúng không anh? Anh em ơi. Đây bọn mình sẽ đứng ở ngoài. Anh em vào tơn trước đi. Mình sẽ đứng ở ngoài. Em mình đang đứng ở chung cư này. Chung cư C này. Anh em vào tơn trước đi. Bốn thằng ở trong bệnh viện. Anh em xử lý toàn quyền, bọn mình đứng ở ngoài và mình sẽ cover thôi. Mình tại vì mình ở đây chỉ có hai người thôi. Nhưng mà anh em cẩn thận đấy nhá. Tại vì cũng có thể là sẽ là áo dài bắn anh em đấy. Sope vào trước, vào bên Sope gì rồi. Rồi xong rồi. Chơi được hai, xong hai thằng luôn. Hay quá các bạn ơi.
xong nhanh quá. Đó còn bằng nữa chết hết nhỉ. Còn AG, AG thằng thứ ba không có làm gì có chuyện có hai thằng. Tôi ship không còn mạng nào đâu. Tôi đốt cũng chết luôn rồi. Còn mà em vô chắc chắc nhà nhà bệnh viện nhá. Mà anh còn mạng mà, để cho anh em vào, mình delay lâu mà. Nó sau nhà bệnh viện anh ơi. Sau nhà bệnh viện, ok. Còn MG bắn. Sau nhà bệnh viện nha anh em nhé, nhà sau của bệnh viện. Đấy, bị để anh em xử lý đấy. À bảo e này, đã ấy mà muốn được thì dáng mà tập bắn cho hay, chứ thêm e thì tuổi lờ ôn lôn huyền non. Em có mấy chiếc ngoan không? Bây giờ mình đợi đến khoảng tầm 2 phút, mình đợi 2 phút nữa. Mình còn hồi sinh mà, mình 2 phút nữa mà mình cũng vào. Nếu mà mình không thấy thằng AG game bên kia nó chết. AG cũng bảo gì ai nhá. Xong. Ok. Để chết hết rồi đấy. À vẫn còn AG thằng AG nhưng cũng vẫn còn mạng nữa. AG chết mà anh. Chết luôn. Trên đầu có. Chết luôn. Hết chưa? Để vẫn thua rồi. Hết rồi nè. So weak in the air. Player. Lúc kiểu nấy rồi còn gặp ông Việt Nam quá vừa. Còn nhiều 3B chết luôn. Ôi giời, 3B. 8B mày cũng nhẹ nhàng con. Vô. Ngon. Đồ em hơi ngon rồi đó. Mày làm được. Mày làm được. Nó xa lắm. Nói đi, bụt qua xin mạng cho. Xong rồi mà cũng. Không, em 4 kill được rồi. 4 kill á, 5 kill đừng bắn nhầm, bắn anh còn hơn bắn Việt Nam, anh còn hồi sinh rồi. Bọn nó chắc còn một thằng, hai thằng Ấn Độ còn sót lại một mạng thôi. Chỗ nào? Bóng đi nhanh lên, mất thời gian rồi. Em đang ở ông Mita. Mình giữa em ấy. Có ông một chiếc khu với màu nha. Cuốn rồi. Cái gì luôn rồi. Chị thương hai ngón chết. Cho là mình ta. Cái này anh không. Ấn yếu quá. Cứ lúc mình để delay phát nó delay phát nó vào trận nó không biết nó phải dồn mình thì phát là nó bị bọn mình dồn lại ngay. Kho đúng không? Đúng. Đây vào bắn luôn. Sao em bên này. Anh nổi cho đối diện kho đi. 7762 đấy thế. Đúng rồi. Đau mắt thế. Scaler ấy. Ăn bài là lút đồ đi. Em lút đồ, em chả cái gì. 1:20, em tới có mạng. Thôi mày đừng có mạng đi, mày làm cái gì chậm đi đây nè. Mày đừng có mạng, mày đi mày sắp nốt mấy thằng còn lại đi. Em đã biết thì em không cực kỳ rồi. Em không cần tới chỗ mua rồi. Mày đâu? Qua nè. Nhân lên. Bất kỳ nè. Vô. Đây có một con xe. Em té. Nhưng con xe đồ, mày té đi. Mình xuống đây mình lút đồ rồi quay lại mình chơi thì xe đồ đây. Anh em Việt Nam nào mà biết vị trí của thằng nào của nước ngoài, của nước ngoài được hết ấn rồi thì mình bây giờ mình bắn nước ngoài. Nước ngoài được anh em báo cho mình nhé. Ui, gì mà 23 con xe quát đi lùng đằng sau luôn này. Sấy dữ dội lắm. Ôi sấy một ông tí tỉ tí mà lại thích đấu nhau rồi.
Mẹ lúc đồ giữ này có chết không? Xong tí này thì em khiêm hà em bắn mình. Xong em lại lên lại đăng video lên. Khiêm hà ơi, nếu mà em có bắn anh ấy thì em bắn lúc nào mà anh ấy nhá, đừng bắn lúc này nhá. Lúc này anh bắn thì anh cũng chịu ấy, bố anh cũng không bắn được. Mà em chơi thì em chơi sạch một tí, em cởi con mẹ em bộ đồ áo dài ra đi nhé. Thằng nào sau lưng tao đây, thằng đấy à? Em chưa, em chưa. Đồ bắn anh chấm máu nhé. Chắc là nhầm đâu, tại anh bắn mày. Không sao, kệ, không còn trả đam. Ai lăng ban đấy ăn à? Không. Em ạ. Okay. Ông này Việt Nam nhưng mà hơi khả nghi này. Này em thấy cái chiếc u đó. Im. Tôi cho 10 giây để ông rời ở đây nhé. Sao? Đúng quá. Ông Việt Nam ông lại lần cấn mặt vào chỗ tôi làm gì? Đừng có vòng vòng ở đây các ông. Ông chết đồ ông bắn tôi. À ông chết đồ ông bắn ông à? Ồ, ok, tôi rồi. Ông rời khỏi đây đi. Ông rời đây để tôi thằng chết đồ đó. Thằng chết đồ là thằng Linh nào nhỉ? Chết đồ nó bắn xong ông Việt Nam lóc cóc chạy đây nhỉ? Bốn. Cụ đúng không? Thằng đấy em bắn một AWP rồi đấy anh. Em nên tới cho bằng bộ. Thôi, chuyện chúng mày giải quyết được, anh không liên quan đến cụ luôn. Anh đi ra chỗ khác anh chơi. Mà săn nước ngoài không săn, cứ toàn Việt Nam đấm nhau. Nhà im nhá. Mày đang chơi tới hay gì đó? Đang trong nhà. Nó rồi à? Vì gì? Nào bắn nhau đây đấy. Xít tầm em rồi. Mất cái công rồi. La vào ném mấy cái bom. Ấy quá nhỉ? Ấn hôm nay ấn lép vế quá nhỉ? Chúng ta không nên ao các bạn ạ, chúng ta cứ bắn bình thường thôi. Tại vì chúng ta ao thì chúng ta lại hơn thua quá. Trên đồ anh chỗ anh có luôn. Đấy bé. Đấy bé này khả năng cao cho bị oan. Rồi ơi, cái thằng Dead ơi, tao xin mày đấy. Nhấp chúng đỡ ngồi à, hay thế nhỉ?
Mày đang quan sát nó rồi đấy. Tìm. Lương ai, ai đã brappy đã. Ayo, jangan masuk masuk ah. Con ai cần giết không? Bếp. Nghe nè. Con ai cần giết không? Còn nè, còn cũ này nè. Ở đâu? Việt Nam. Ở nhà cũ rồi nè. Việt Nam đúng không? Việt Nam. Việt Nam, cũ này báo Việt Nam ấy. À thôi, chúng mày lại tự xử lý vậy. Anh vô nó đi, nó không phải giải bò à. Nước ngoài chứ, chỗ nhà mua đồ anh Đồng ơi. Chỗ không mua đồ ấy. Mày đang đâu? Em đang... Anh đừng thấy một tí nhỉ. Thì anh bà Tâm đây. Từ 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 từ. Tâm có à? Cuốn đi chưa đấy. Đi rồi nè, đi chiếc Urus. Đứng ngoài đâu rồi? Nằm phía bên phải luôn. Phía phải chỗ rồi xong rồi. Xong rồi. Hay quá. Cái tủ lạnh. Hay quá cái tủ lạnh ơi. Cái tủ lạnh nó có mặc áo dài không anh? Em thấy không mặc đồ nữa. Không mặc đồ. Sẽ có nhầm có lắm. Nhìn ai ai đi xe quá tới. Không biết nữa. Anh đang đi bộ. Đó là chỗ nào đó? Chỗ gần cái nhà đô của chỗ ba người xanh đền Tâm Bồ. Ô anh Tâm Bồ nghe không biết. Anh bỡ đấy anh Đồng. Thì tao bảo tao không biết. Thì tao bảo tao sẽ không biết. Ông Shopee ở trên đây chứng tỏ là có một thằng bắn ở phía kia. Ừ, cha. Kín nhỉ. Bắn tao.
Mày bắn mình đi bố. Bắn em trước mà anh bắn em chấm máu luôn á. Mép đồi có, à mép đây có. Mép ấy là em. Mép biển. Thì cái xung lầm. Mày nhìn coi cái bốt nó nào ở đây. Ui ôi, ông này không mặc áo dài ạ. Sợ thật. Mình bắn. Mày gần nhà anh ạ? Em gần nhà bắt tầng bên này. Bắt tầng bên này á? Bên này. Thế gần nhà anh là thằng nào? Ủa? Đéo có cái chuyện mà đi bắn hai lần chết được luôn. Sợ đâu sợ. Gần nhà anh còn một thằng cuối. Khả năng cao chết. Ra đi công bị bán đấy. Mày muốn đấu với anh hay sao? Anh đứng bên kia đây, em đứng bên này. Vô. Ok. Ủa không Việt Nam không? Thấy không? Ô nghe rút nét rồi mà đau không? Nữa chưa cả nét à? Không, cái ông dưới thôi mà. Ông dưới nghe rút nét rồi mình đang nét gì. Chị nghe, không căng thẳng đấy. Anh chơi dài, chơi bên cây cú ấy. Em đi 14 rồi đúng không? 14 em cầm AUG, em có mỗi AUG. Ok, chắc đấy. Ông đừng lên chỗ tôi phải bắn. Vô anh. Từ đầu thế. Gì bố bao là té đây. Ngoài bố đây anh em mình tính tiếp chuyện tương lai sau này nhá. Mày vào trước thì tao mới vào được chứ mày bị ngáo à? Chỗ nhà em trong bom mà anh. Thì bây giờ mày phải vào chỗ nào đi để không nhìn thấy tao. À, anh lấy nhà đi, anh lấy nhà đi, em lấy chỗ cái đồi này. Ban mẹ cái hai thằng giờ. Anh qua lấy nhà ta. Đâu mày chỗ nào? Ok chưa? Okay, đéo thì mày cái mày vào nhà đi tao lên đồi á. Đéo, nãy anh ở bên tầng bên kia anh góc rộng hơn rồi, em chịu góc hẹp rồi còn gì. Trời ơi, rồi không anh đẩy đi, em với anh bắn luôn này. Mày cầm cái gì? Em cầm AUG. Với cả DP. DP đấy. DPS đúng không? Đúng. Ừ. Sao anh chấp nhận chơi không? Nhanh đi, bô vào rồi kìa. Trời, thì chơi full vũ khí nhá. Ok. Ok, thế không, là chơi không nét là được. Không nét là được đúng không? Anh lại định phá MG3 anh bắn em như vậy. Bô vào thì anh cũng mới. Tao vào bô rồi. Vô luôn à, bắn luôn. Ui vãi cả cứt ạ. Yes sir. Chắc chắn là
như vậy Trời rồi. trời đeo gì trời góc rộng vãi nổi ạ. Ủa tôi Mày dưới anh cứt tôi lấy góc rộng ạ. rồi còn gì. Cái gì tao ở dưới mày ở trên. Yes sir, chắc chắn là như vậy Lại còn rồi. AUG về sao nữa lại nó không nói với cả DBS. Mẹ nó bảo mình đẩy lên cho nó cầm DBS thì bố nào dám đẩy. Ai là cứt đã sắp đúng viên ngoạo ngoẹo luôn. Anh muốn tập một thì cứ nói. Không, anh cần gì muốn số 1 đâu. Nhưng mà anh thấy nó Không, chơi em bảo anh, từ bảo từ anh từ bố, em bố. bảo anh bố. Em cũng không có dám cơ đấy. Vâng, em thắng rồi thì em nói em không có sát. Em nói bây giờ là em nói là em không mặc gì luôn. Em nói là em cầm sắp lọ 4, 5, 6, 7, 8 viên. Anh cũng nghe, chứ không phải DPS. Anh cũng nghe, cũng phải chịu thôi. Thắng thì nói gì đúng. Anh thắng rồi ạ. Anh thua rồi. Anh thua rồi, anh tổ cào đúng không? Anh sống vất vả rồi đi anh tổ cào. Rồi đó. Lên nhạc ạ. Ngô các bạn, cảm ơn nhé. À chị ơi, bắn bắn được đâu, DBS bắn nó góc nó rộng lắm, góc tôi góc đi từ dưới lên. Nó nghe nó bắn đúng viên ra 333 máu đầy ướt ở trên luôn. Solo vậy mà. Ở đấy thì có quay nó ở tầm xa xa đấy, là chỗ nào bắn thoáng thì được. Một like và một lá cờ Việt Nam với mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Bao lâu chưa uống nhá. Nếu mà cho những em nào muốn ấy, nếu anh em là muốn biết tên bài này, cảm ơn mọi người, vào đây vô. Bắn quả DPS à? Bắn chóc mắt đầy máu luôn, chết luôn. Chỉ chưa móc luôn mà, chỉ chưa móc luôn. Quá bữa. Mô bắn nhìn vào. Bắn đừng bắn nhầm, xin lỗi, bắn nhìn vào. Không lại, anh lại tăng anti lên đấy. Một số chuyện cá nhân thì tự giải quyết. Còn bắn nhìn vào, đừng để anh em trên kênh người ta giúp xong rồi lên người ta bảo là mình bắn nhầm người ta thì được, người ta bắn nhầm mình thì mình lại chửi, mình lại thù. Nhiều khi ông kia một số ông bắn nhầm mình cũng chịu thôi, thế là vào cái nòng súng vào cái tâm mình chịu thôi. Không cay cú với cả nhiệm vụ của mình là đi điểm bắn ấn. Thằng virus có trên top top chưa vợ? Không chưa. Anh chưa vào đâu. Ui ôi. Chúng mày vào thằng Royer, chúng mày nhìn điểm của nó kìa. Quá bựa rồi. Anh vào đi. Em chưa vào. Vào. Ôi em vào. Ê, chậm, em vào. Đem vào chưa? Vào, em vào rồi. Vào. Minta đến thử bắn. Em từ trước tình gian chung nô buồn ghép nói. Ok. Để cho bà lừa. Khổ quá. Rapesida. À đây, bài đấy là bài gì đây? Bài không biết có bị bản quyền không? Anh sợ bị bản quyền ấy. Cái bài Rapesida là anh cần tại không biết tiếng Ấn nó nghĩa là gì, không biết có bị bản quyền không? Xem. Ui ôi, video này không có sẵn luôn cơ mà. Không được rồi. À bài này là bài bậy, bài này là bài gọi là bài gọi là bài nó bị tục. Cho nên nó không 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 không, không có trên này. Ấy à. Cảnh báo cho cha mẹ luôn mà. À, không phải bài này. Bậy bậy là chắc là bậy theo tiếng Ấn ấy, cho nên là nó bị cấm.
Ôi mày mày bật mày bậy lên mà mình không biết ý nghĩa, chúng nó lấy bom mà chúng nó đốt, chúng nó đấm nhà mình đấy chị đi. Cố lên thôi. Bộ sao quá của anh sao? Hello Ngọc Thiện, Ngọc Vân nhé. Hello Ngọc Thiện, Hello Ngọc Vân. Em có cấp bộ đấy. Đây chỉ cấp bộ thôi. Có bút ghi kìa đấy, có bút ghi gì? Mày à? Em trên đầu anh nè. Cô thấy Em thằng sẽ nào trước mặt đốt xuống tao? sau nè, em đốt xuống sau nè. Lên xe, lên xe, lên xe. Ơi, nó mua chúng rồi đấy rồi, nhanh, nhanh, nhanh. Nó mua chúng rồi. Run run run. Ô mua chúng Mua lại súng. đấy. Chết, chết mẹ luôn rồi. Bờ quá. Chạy anh ơi, đứng Xong vô. lần đó. Hài vậy đó. Đằng sau. À, tèo, 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 anh nhìn cái mũ anh biết tèo luôn. Tèo, tèo. Cô phải chạy xe đi à? Xe máy đi à? Đúng không, đúng. Xe máy là tèo, em với Dad đi trên chiếc cúp bộ. Ui trời ơi. Ui. Ui, sao không có xe? Elo À, chết, thằng Elo chết, Elo chết Elo chết, nha. Elo nhảy ra khu kia lấy súng. Nhảy kêu TV, nhảy kêu TV, nó nhảy kêu TV. Đúng rồi. À, mà đi cúp bộ đi. Ôi chết 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 con mẹ rồi. Ông mày không bằng vụt mà ra ơi. Ông đá bóng Việt Nam mà anh. Ông đá bóng Việt Nam mà anh. Bóng Việt Nam luôn mà, Ông mày thấy mặc Việt đồ Nam mà là bóng cột bắn luôn mà. Thôi mày về bay về chết luôn. Đèo người tí là người dồn. Kêu bên luôn. Hay lắm em ơi. Hero rồi rồi bao bề chết. Tèo kinh sương mai. Tèo hài quá đó. Và xem có ai chưa cái đã. Chưa có ai nha. Ôi có thằng gọi đi sương mai. Không, mặc đồng phục mình không biết được đâu. Không có mặc đồng phục mình không biết mai cho mày có thằng luôn. Không biết được. Bỏ mấy xe mà cứ ở dài thì mình không bắn không không ấy, mình làm sao biết được, không biết được thật. Xin lỗi nhá, chị hát ai cho anh em xin lỗi. Cái vấn đề là không phải là bắn Việt Nam hay không, mà vấn đề là ông hát này ông không bắn anh. Khi mà ông biết được vị trí anh rồi, ông không bắn anh có nghĩa là ông không muốn giết anh. Còn nếu mà ông không muốn giết anh rồi thì theo lẽ thông thường là anh cũng không nên giết ông ý. Ông này không mặc áo dài nhá. Ôi mới tanh rồi. Ừ, tôi thấy ông mặc áo dài, nó bắn luôn.